Xin chào quý vị, anh chị bạn thân mến. Rất vui khi quay trở lại clip. Hôm nay mình sẽ biến một chiếc vang số thường thành chiếc vang số Bluetooth. Thì như chúng ta đã biết rằng việc hiện nay thì rất nhiều dòng vang số đã ra đời. Đó. Do đó mà tính năng Bluetooth thì là một tính năng không thể thiếu được khi chúng ta có thể kết nối âm thanh để chúng ta có thể nghe truyền phát không dây các bạn nhé. Thì đây là một chiếc vang số trước mắt quý vị anh chị và bạn, đây mặt sau của một chiếc vang số. Sau của chiếc vang số và hệ thống micro cũng như cục đẩy thì đây chính là mặt sau của chiếc vang số đó. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cách chúng ta có thể biến một chiếc vang số thường thành một chiếc vang số có Bluetooth các bạn nhé, với bộ chuyển phát như thế thôi các bạn ạ. Với bộ chuyển phát này thì các bạn có thể mua trên thị trường có giá dao động mà hiện tại mình mua là 25.000 nhé, rất là rẻ. Và cái Bluetooth là Bluetooth 5.0 bạn nhé, rất là mạnh đó. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn luôn. Đầu tiên thì các bạn sẽ cần chuẩn bị cho mình một bộ chuyển phát Bluetooth như thế này. Tiếp tục là các bạn chuẩn bị cho mình một cái sợi dây đây. Đây là chính là sợi dây AV. Đó. Đây, AV một đầu 3.5 và một đầu là ASEAN. Tiếp tục là các bạn còn có một cục sạc nhé. Nếu mà các bạn sử dụng TV ý, thì các bạn sẽ cắm luôn cái dây nguồn vào trong cái đầu AV này vào trong TV luôn nhé. Thì ở đây mình sẽ ở phía sau bất kỳ TV nào thì các bạn đều có một cổng cấp nguồn USB nhé. Thì mình sẽ mở với các bạn luôn này. Đây cái USB đây. Thì các bạn cắm cái đầu truyền này vào trong cái cổng USB của phía sau của TV nhé. Đó. Thì đây TV Bluetooth đây. Đây chính là cái USB phát Bluetooth. Đó. Và mặt sau của chiếc USB này nó sẽ có một cái jack 3.5. Thì mình sẽ sử dụng cái 3.5 này để mình cắm vào đây, rồi 3.5 này, đó mình cắm vào đây. Tiếp tục là các bạn cấp nguồn cho cái USB này nhé. Thì mình đang sử dụng cục sạc cho tiện, hoặc là tiện âm đắt nữa thì mình sẽ cắm vào cái phía sau của cái TV cũng có các bạn nhé. Đó, rồi mình cắm vào này. Giả sử các bạn đây mà sau của TV đi thì các bạn cũng có thể cắm nhé. Đó, rồi sau đó chúng ta cắm vào nguồn này. Ok. Tiếp tục thì cái đầu còn lại của đầu hai cái thiết bị này thì các bạn có thể dùng cho điện thoại nhé. Thì ở đây mình không dùng đến thì mình sẽ cất đi. Đó, cất đi. Tiếp tục là các bạn cắm cái đầu còn lại của cái sợi dây 3.5 vào phía mặt sau của vang số thì các bạn có thể áp dụng cho mọi dòng vang số nhé. Các bạn có thể sử dụng cho bất kỳ dòng vang số nào đều được. Nó đều có cái cổng hoa sen đi vào như này. Các bạn yên tâm, các bạn cắm bất kỳ cái cổng nào cũng được nhé. Vì khi chỉnh vang số thì chúng ta sẽ có cái chế độ là auto âm thanh, có nghĩa là ba cổng này đều là ba cổng vào, thì chúng ta có thể cắm vào một trong bất kỳ ba cổng đó thì đều được. Thì khi mà có tín hiệu vào ấy, khi có tín hiệu vào thì âm thanh nó sẽ tự động kết nối với chọn lựa chọn luôn cái chế độ ưu tiên nhé. Đó, nếu các bạn để chế vang số để chế độ auto ấy, thì tất cả âm thanh nó sẽ tự động đi vào một trong ba cổng, các bạn cắm vào cổng cũng được. Nếu mà các bạn cài trên vang số và để chế độ là VOD hoặc là DVD hoặc BGM thì các bạn sẽ cắm đúng cái cổng đấy, nếu mà cắm sai thì sẽ không có tiếng nhạc các bạn nhé. Đó, thì ở đây mình sẽ cắm vào xong ấy, thì bây giờ mình sẽ bắt Bluetooth từ chiếc USB này, âm thanh sẽ từ thiết bị phát Bluetooth này sẽ truyền qua dây dẫn và đi vào vang số ấy các bạn nhé. Đó, bây giờ mình sẽ kết nối TV với cái thiết bị phát Bluetooth này nhé, để mình lấy nhạc để mình có thể hát karaoke các bạn nhé. Ok, đây là phía mặt trước của chiếc TV LG các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ thực hiện kết nối chiếc TV LG này với USB Bluetooth để mình lấy nhạc từ chiếc TV thông qua Bluetooth để mình phát qua vang số và đến hệ thống loa các bạn nhé. Thì bây giờ các bạn sẽ ấn vào cái điều khiển, cái bánh xe trên điều khiển này để vào phần cài đặt. Cần vào cái bánh xe này. Bên tay phải sẽ hiện ra một các cái dòng tùy chọn, thì các bạn chọn vào cái biểu tượng loa. Rồi sau đó các bạn ấn mũi tên sang phải sang trái để chọn ra cái chế độ Bluetooth nhá. Đây đang ở chế độ HDMI rồi. ARC các bạn ấn sang tay phải này. Rồi, hoặc là đây, cổng quang này. Vào trong TV này. Đó, bây giờ các bạn sẽ ấn sang Bluetooth này. Và chữ Bluetooth hiện ra thì bên dưới sẽ có phần là chọn thiết bị, thì các bạn điều khiển cái mũi tên xuống bên dưới để nó nhảy xuống dòng dưới nhá, để là chọn thiết bị này. Đó, màu hồng đấy.
Rồi, xong bây giờ các bạn đợi cho TV quét thiết bị có Bluetooth nhá. Quét thiết bị của bạn. Thì đối với cái USB của mình này là cái USB có Bluetooth, nó có tên là Đông Lê Bluetooth đây rồi. Thì các bạn dịch chuyển mũi tên này để cho cái mũi tên xuống dưới, xuống lên trên, xuống dưới này. Đó. Thì bây giờ mình sẽ xuống bên dưới này. Cái màu hồng này, chọn vào chữ Bluetooth Đông Lê rồi. BT Đông Lê rồi, bây giờ các bạn ấn OK này, mình sẽ OK nhé. Để thiết bị kết nối. Các bạn đợi một lát thì TV sẽ kết nối nhé. Đối với điện thoại thì cái việc phát Bluetooth 5.0 nó kết nối rất là nhanh, nhưng mà không hiểu sao trên TV nó kết nối rất là chậm các bạn ạ. Đó, và bây giờ nó hiện lên một cái lỗi như này là các bạn không thể kết nối với TV, và các bạn hãy thử lại. Thì bây giờ các bạn có thể ấn chữ thử lại, ấn mũi tên sang phải để chọn và thử lại nhé. Hoặc bây giờ các bạn sẽ chắc chắn mình sẽ thử cho các bạn. Bây giờ các bạn cần reset cái Bluetooth đi, có nghĩa là các bạn rút cái nguồn của cái USB Bluetooth là các bạn cắm lại nhé. Các bạn vẫn để nguyên màn hình như này, và các bạn rút cái nguồn này ra, sau đó các bạn cắm lại. Rồi OK. Bây giờ các bạn hãy chọn thử lại nhé. Bây giờ các bạn hãy chọn thử lại này. OK. Bây giờ mình sẽ kết nối chiếc điện thoại với chiếc vang số không có Bluetooth. Thì giờ hiện tại vang số thì có Bluetooth bạn nhé. Thì các bạn sẽ vào làm như mình này. Các bạn sẽ vào phần chiếc điện thoại để các bạn đặt nhé. Đây, các bạn sẽ kéo xuống này để bật Bluetooth lên. Đây, bật Bluetooth lên, mình sẽ bật này. Rồi, đây mình đang hoạt động này, đúng không? Mình kết nối rồi. Bây giờ mình sẽ quên đi này, để kết nối từ đầu cho các bạn xem nhé. Đây thì các bạn vào phần Bluetooth, sau đó các bạn vào ghép thiết bị mới này. Thì các bạn sẽ đợi đấy, cái tên nó quét ra được cái tên là Bluetooth Đông Lê, các bạn ấn vào Bluetooth này. Cho phép kết nối này, ghép nối. OK, bây giờ mình sẽ phát nhạc các bạn nhé.